Win lại về, Win lại về đây cả nhà ơi. Đủ màu, đủ loại luôn nha. Thì anh em lại về, về sắc có, về cào cào có nè. Màu đỏ, rồi màu trắng, màu đen, đầy đủ các màu luôn nha. Mọi người ở xa cứ việc đặt cọc em gửi xe về cũng được. Còn ở gần mình cứ chạy trực tiếp ra cửa hàng xem xe nha. Đó, màu đen, màu đỏ đây, đầy đủ màu luôn. Thì giống như ở xa cứ chơi kết bạn Zalo thôi. Em chụp mẫu em gửi hình qua cho mọi người lựa. Bánh mâm, rồi bánh căm 120, 130, 140 phần khối, đầy đủ các màu luôn nha mọi người. Trời ơi, tiếng bồ quá là giòn luôn nha. Con này thì em lắp, em nổ máy thử cho mọi người nghe tiếng bồ rồi. Còn ba con bên này thì chưa có lắp. Khi nào mọi người mua thì em mới lắp bình đổ xăng vô nha. Đấy, về sắt có, về cào cào có, đầy đủ hết nha mọi người. Thì địa chỉ cửa hàng em có ghim trực tiếp trên màn hình đó. 1-8B nè, quốc lộ 13, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương nha. Xe máy nhập khẩu Di Hưng, nằm trên quốc lộ 13 luôn. Cách cái đèn xanh, đèn đỏ đằng đó là ngã tư Hòa Lân 100m nha. Rồi, cảm ơn mọi người xem video, nhớ chia sẻ lên giúp em nha.